Chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách để hoa lan có được nhiều cành hoa. Hãy chọn cây xanh tốt, có 3 cặp lá khỏe mạnh trở lên. Khi những cây hoa lan đã hết hoa là thời điểm rất thích hợp. Hãy cắt bỏ những cành hoa cũ. Sử dụng bột quế. Bột quế có tính kháng khuẩn và giúp cho hoa lan được phục hồi. Cho vào vết cắt để vết cắt được khô và không gây ra thối nhũng ở rễ, và để ở nơi mát một ngày, nó sẽ khô lại rất nhanh. Sử dụng một củ hành có chứa rất nhiều dưỡng chất, giúp cho những cành hoa phát triển rất nhanh. Sử dụng 1/2 củ hành là đủ. Cho tất cả củ hành vào lọ. Cho vào 1 lít nước sôi. Để ở nơi mát trong một ngày, ủ kín lại. Sử dụng thêm gạo. Gạo có chứa rất nhiều vitamin B và dồi dào kali. Dùng 3 thìa. Cho vào 1 lít nước ở nhiệt độ phòng. Sau đó hãy để 1 ngày. Sau 1 ngày, dinh dưỡng đã được hòa tan vào nước. Các bạn lọc bỏ cặn. Khuấy đều gạo lên. Và cho nước gạo vào đây. Dùng miếng bông mềm. Hãy lau cho những chiếc lá này. Nó sẽ giúp làm sạch. Những chiếc lá hoa lan sẽ được phát triển rất nhanh. Bổ sung rất nhiều dưỡng chất qua lá. Khi những chiếc lá được sạch, sẽ thúc đẩy khả năng trao đổi chất rất nhanh và cung cấp rất nhiều dưỡng chất.
các bạn sử dụng cách làm này 2 tuần một lần. Nó sẽ không bị nấm, côn trùng. Đây là cách đơn giản để giúp cho hoa lan được có những chiếc lá xanh hơn, khỏe mạnh hơn. Loại bỏ chất dơ rất hiệu quả. Dùng 5 miếng bông mềm. Sau đó đặt vào đây. Các bạn sử dụng nước này sau đó phun đều lên toàn cây, từ thân, lá, rễ, và hãy áp dụng vào buổi sáng. Đến chiều những chiếc lá sẽ khô lại rất nhanh. Điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoa lan. Những chiếc lá sẽ được phát triển rất nhanh. Và hãy áp dụng mỗi tuần một lần. Sau đó tưới vào gốc của cây 2 tuần một lần. Vì dinh dưỡng được vận chuyển từ gốc nên khi làm điều này sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cây, giúp cây nhanh ra hoa và phát triển được rất tốt. Hãy để trong 30 phút. Với những cây yếu và kém phát triển, rễ phát triển được rất nhanh với cách làm này. Những cây yếu sẽ được khỏe mạnh, xanh tốt. Một loại phân bón tuyệt vời cho hoa lan phát triển được rất nhanh. Nó sẽ hạn chế thối nhũng trên hoa lan rất hiệu quả. Các bạn nên áp dụng 2 tuần một lần. Và sử dụng nước này. Sau đó tưới vào gốc của cây. Rễ của cây sẽ được bảo vệ rất mạnh mẽ. Cây lan sẽ được xanh tốt. Sau 30 phút, lấy những miếng bông ra và hãy duy trì cách làm này mỗi tuần một lần. Đặt những cây hoa lan ở nơi có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho cây được phát triển những cành hoa rất nhanh, lá sẽ xanh tốt hơn, cây khỏe mạnh hơn. Kết quả sau 2 tháng, cây lan đã phát triển và mọc được
rất nhiều cành hoa. Những cành hoa rất tốt, cây xanh hơn, khỏe mạnh hơn. Các bạn có thể xem thêm những cách làm mà mình đã có chia sẻ và có thêm nhiều phụ đề bằng những ngôn ngữ khác nhau. Hãy lựa chọn những ngôn ngữ phù hợp nhất. Rễ phát triển rất tốt. Hy vọng từ những cách làm đơn giản và rất dễ này sẽ luôn giúp ích cho các bạn rất nhiều. Hãy dùng nước để phun xương 2 tuần một lần. Những cành hoa này sẽ được lớn rất nhanh. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.